chị ơi, mình vào liền livestream với em nha. Thích đồng nào thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn luôn nè. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho bà được luôn nha. Đồng xin và nói là bao la cả ơi, nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Rồi, cái mẫu đồng đầu tiên em đang mặc trên người này các chị, đẹp giả màng luôn á. Vào đây săn liền các chị ạ. Váy mới nha các chị, nhưng mà em chỉ có hai cái thôi, em chỉ có hai cái thôi, em sẽ sale luôn cho mình 99.000 luôn, 99.000 cả nhà nha. Chị là mình đặt hàng lên đơn sớm cho em luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1402. Đầm em đang mặc trên người 1402, hôm nay em giảm giá cho các chị mình, giảm cho chị Lan Phạm ạ. 99.000 nha mấy chị ơi, 99.000 đồng thôi. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em, 1402 kèm số điện thoại 99.000 đồng, báo giá luôn cho cả nhà mình ha. Ưng đồng nào thì mình comment liền phía dưới cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị, 1402 99.000 cho em. Trời ơi xinh quá, giảm cho chị Nguyễn nha. Dán suông nha các chị, nền vải màu đen và có phối cho cả mình những cái cây xương rồng màu xanh xanh tím tím, dễ thương cực kỳ luôn. Váy may cho cả mình hai lớp nha các chị, khóa kéo phía sau lưng, chân váy có phối thêm cho mình tầng đuôi cá chiếu chiếu lấp lánh, dễ thương quá trời luôn đúng không các chị. Rồi 99.000 đồng cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1402. Chị nào mà đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm, em chào chị Lan Phạm mà chào cả nhà mình mới vô. 1402 hôm nay sale rẻ cả nhà ơi, đồng đang mặc trên người 1402 giảm giá cực mạnh luôn, chỉ còn có giá tiền 99.000 đồng thôi ạ. Xin quá rồi các chị yêu ạ. Chốt ngay kẹo lỡ nha các chị, chị nào mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng muộn lắm luôn á nha. Ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1402 nha mấy chị, 1402. 1402 nha cả nhà ơi. Rồi, chị Tuyết Bùi xin chào, hôm nay người mẫu hơi tròn. Trời ơi em đau lòng quá chị yêu ơi, em lên 2kg rồi đó chị ạ, 52kg rồi cả nhà ơi. Trời ơi chị yêu ơi. Rồi, bữa em bị bệnh đó mấy chị, nhưng mà tưởng đâu bệnh đó thì gầy đi, không có mấy chị yêu ơi, bệnh cái phù người hay sao á, uống thuốc phù người hay sao mấy chị ạ. Em lên tận 2kg luôn. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số là 1402 nha các chị, 1402 hôm nay em giảm giá nha. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả giờ, 99.000 đồng, cao mấy 65 thì mình mặc vừa tới gối nha em như vậy ha. 40 cho tới là tầm 52-53kg mặc đẹp nè, em ở đây em 52kg nè, mặc thoải mái cho em nha các chị. Dán nằm phong xuông nền đen nè các chị ơi, dễ thương ha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1402, chị là mình đặt hàng lên đơn sớm cho em nha. 1402 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị, chuẩn bị thay thêm cho mình mẫu khác nha. Ưng đồng này comment phía dưới cho em. Dạ 1402 vải von nha chị Phạm Trang, 40 tới 52kg nha chị, 40 tới 52kg mặc đẹp lắm, 40 tới 52kg mặc đẹp lắm chị ơi. 1402 vải von cho em nha chị, von mặc mát cực kỳ luôn á, 99.000 đẹp nha chị ơi. Chân váy nè, chân váy có thêm một tầng đuôi cá, có kim tuyến nhũ nhũ cho mình luôn nè. Hôm nay em đổi điện thoại khác rồi đó các chị, cả nhà mình thấy rõ hơn chưa. Rồi 1402 nha các chị ơi, 99.000 nha. Chụp em thay mẫu nha các chị, chấm bài tương tác thả tim nha đi mấy chị ơi, chấm bài tương tác thả tim, chia sẻ livestream mạnh mẽ lên cả nhà ơi. Rồi tiếp tục nha, 1402 các chị nào đặt hàng không nè, đặt hàng cho em xin mã số 1402 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Chỉ còn có giá tiền 99.000 đồng, 40 cho tới 52kg, vậy em tối nay 72 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn nha. Thay mẫu nha các chị, đầm này có hai cái à, em không có đứng lâu được nha. Các chị mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị. Rồi, lên thêm em váy này 99k giảm giá luôn cho cả nhà mình. Chấm bài thả tim tương tác cho em với cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người 1402, hai chiếc nha các chị, hai chiếc cho mình. Em chào chị Nguyễn Hòa ạ, cho chị cái xem ok chị luôn, 40 tới 52kg vải von mặc siêu mát nha chị. Lên thêm cho mình cái em váy này cũng xả cho chị em mình luôn, 99.000 luôn nha. Mấy chị mình thích cái đồng nào cứ việc comment phía dưới cho em mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Rồi đây tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1419. Trời ơi xinh quá các chị yêu ơi, đồng này cũng bảy von nha các chị, đồng này cũng bảy von luôn, hai lớp cho mình dán suông. Em đồng này em còn sót kho được có một cái à các chị ơi, 40 cho tới 53kg cho em, dán suông thì mình có thể ăn gian được.
Đó, vẫy vo nhìn các chị. Đầm này em may cho mình theo cái chiều sọc dọc, trên khi cả nhà mình diễn lên đó thì nhìn cái dáng người của mình nó sẽ gầy hơn nhiều ha. Váy may cho cả nhà mình hai lớp nha các chị, có luôn cả hai túi và khoa kéo phía sau lưng ha. Rồi nhanh tay, có một ít hay ít không em? Có nha chị, chờ em xíu nha. Sau mẫu đầm này em lên cho mình đầm một ít hay ít nha chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1419 nha các chị. 1419 đầm suông, có cái sợi dây để mình buộc eo lại, thích buộc thì buộc lại, không thích buộc tháo ra cho em luôn. Rồi cho chị xem lại 1402. Đây là chị ơi, 1402 ngày hôm nay sale rẻ luôn chị, 99.000 thôi, giá rất là rẻ luôn ha. Các chị mình đặt hàng tranh thủ nha các chị, tại vì đầu livestream á, xíu nữa giữa live là nó không còn đâu nha. 1402 này chị ơi, nền đen nè, có cái cây xương rồng màu xanh, cái trái xương rồng màu tím tím nè chị. Rồi cái phần đuôi cá, cái phần đuôi cá là ren lưới kim tuyến chiếu chiếu nha, ren lưới kim tuyến chiếu chiếu nha mình, dễ thương ha chị. Von bên trong đúp lót cho cả nhà mình cô tông luôn, đẹp ha chị, 99.000 thôi, hàng siêu đẹp cho chị em mình luôn ha. Đặt hàng cho em xin mã số với số điện thoại, đặt hàng cho em xin mã số số điện thoại vào đó, khóa cái ổn nằm đằng sau lưng. Rồi cái tay này á thì em sẽ may cho mình tay búp, tay búp cho cả nhà mình ha, dễ thương lắm. Cái này em có hai cái thôi nha các chị, đó có hai cái thôi. Cái này là em chưa từng bán ra thị trường luôn các chị, cái này là hàng mẫu em về, hàng mẫu em về được hai cái, các chị size M em may cho mình, size M size chuẩn á 40-52kg về, nhưng mà cuối cùng á các chị không có vải để may đó. Hàng còn tem mát đầy đủ, trong bọc em mới khui ra luôn á mấy chị, em sale ha, hàng mẫu luôn á các chị ơi, có 99.000, cái này chưa ai có hết á, hai cái độc nhất vô nhị luôn á. Rồi 1402 size M. Rồi tiếp tục nha các chị, mẫu em đang mặc cho người 1419. 1419 năm này em giảm giá nha các chị, 99.000, 40-53kg. 40-53kg cho em dáng nằm phân suông nha các chị. Em cao 1m65, đầm này em mặc vào ngang gối. Rồi 99.000 luôn, 40-53kg cho em mã số 1419. 1419 nha các chị yêu ơi, 99.000 luôn, 99.000 đồng luôn các chị. Đặt hàng cho em xin mã số với số điện thoại, mã số với số điện thoại cho em 99.000. 1419 99.000, 1419 99.000 nha mấy chị. Rồi tiếp tục. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nữa nha. Ơn đầm nào đặt hàng sớm thì dùm em tư vấn nha các chị yêu ơi. Chấm bài tương tác nha em nha các chị. Em chào chị Hồng Ánh nè, chào cả nhà mình mới vô ha. Thích đầm nào comment liền phía dưới nha các chị. Chị yêu mình thích size XL hay 2XL? Đây, em có cái đầm này size 2XL. Thôi em lên đầm vest đi chị. Trời ơi, cái này đẹp nè. Cái này cũng đẹp, cái này là mình đi tiệc nha. Cái này mình đi tiệc cho em. Chị yêu mình lấy XL, 2XL đó là mình mặc đi tiệc hay đi làm chị. Cái này đi tiệc cho em, còn cái này đi làm cho em. Trăm mấy thôi, em xem xả hàng. Thôi em lên trước cái vest này nha. Cái vest này em gần hết rồi nè mấy chị. Còn có hôm qua cũng mấy cái, tầm 13 cái hay 3 cái không quên rồi thôi. Cái này u còn hai cái à. Chờ em xíu nha, để em lên luôn nha. 1402 không có size L nha chị. Cái đó hàng mẫu về hai cái size M chị ơi. Hàng về giống y chang là em giao cho mình về đó các chị. Có vải là em về y chang vậy, còn không có vải thì thôi. Cho là cả nhà mình yên tâm đi, đảm bảo đúng hàng đúng mẫu 100% luôn. Dạ em chào chị Nhi Trần nha. Đây cả nhà ơi, hai cái cuối. Chị ơi, chị nào mặc XL hay X á, sang em cái này đi. Em giảm giá cho chị mình luôn ha. 179.000, không rẻ, em không thèm lấy tiền cả nhà mình luôn á, đẹp lắm. Hàng này chất liệu vải của em nói là vải cara sọc nha. Cara sọc em may cho mình cái form này, đúng đỉnh luôn các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1429. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1429 nha các chị ơi. 1429 giảm mạnh. 1429 giảm mạnh cả nhà ơi, 179.000 đồng. Trời ơi, cái gam màu cả nhà ơi, dễ thương không mấy chị. Gam màu đẹp không mấy chị yêu ơi, xanh cốm nha cả nhà mình nha. Lên form nè. Trời ơi, rất đẹp luôn á các chị. Đầm này từ 58 cho tới 64kg. Dạ em chào chị Phạm Hiếu, chào chị Kim Xuân nha, chào cả nhà mình mới vô. 1429 hai cái cuối cả nhà, 1429 cho em 58kg nè ha, cho tới 64kg nè ha. Rồi giá của em nói là 179.000 nè. Đó, ghim phía dưới luôn cho mình 1429 cho em 179. Em còn hai cái, em chỉ còn hai cái thôi. Size 2XL cho em. Em chỉ còn hai cái, chị là mình đặt hàng chốt luôn cho em kẹo lỡ nha các chị. Rồi à, lên đầm mà đi làm rồi thì chờ em xíu lên cái này xong em sẽ lên đầm đi tiệc. Em sẽ lên đầm đi tiệc nha mấy chị. Có độ giãn không? Không chị yêu nha. Đầm nào có độ giãn em báo. Rồi mẫu em đang mặc cho người 1429. Bù lại á, cái chất liệu vải này vải KT, hàng vải cara sọc.
Cái hàng vải này thì nó rất là đẹp chị yêu ạ. Vải này thì dày dặn, cái này form vest cho chị em mình. Form vest vải hơi bị xịn luôn, màu bên ngoài tươi sáng nha các chị. Mã sản phẩm là 1429, giá của em nó là 179.000 đồng. Và giá gốc bình thường em bán em váy này các chị 349.000, 350 đó các chị. Hôm nay thì cả nhà săn xe với em chỉ có 179.000 đồng. Thì thật sự nó rất là rẻ. Và để mình biết là có thật sự rẻ hay không á, cả nhà nhận được hàng về nhà đi. Mà nếu như nhận được hàng về nhà và cả nhà thấy trời ơi cái vải nè, cái đường may này các chị, cái phong nó quá đẹp, thì các chị biết liền 179.000 đồng so rè nó quá rẻ cả nhà. 179.000 đồng cho em hai cái nha, hai cái 2XL, hai cái 2XL 58 cho tới 64 kg, eo 78 cho tới eo 84 nha. Rồi tiếp tục thay mẫu lên cho mình cái váy này. Chị mình thích váy co giãn không? Thích váy co vậy co giãn em lên váy co giãn cho mình nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình nè, phong dự tiệc cho mấy chị yêu mình, dễ thương lắm nha mấy chị. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số 1450. Em cảm ơn chị Kim Xuân, em cảm ơn chị Trần Lan ạ. À, đây có chị 1450. Cái váy này nhiêu có chị? Váy này em còn cho mình 22 cái 2X. Đó, dồn đơn được mấy chị yêu ơi, dồn đơn cho em đi 600 ngàn đồng em miễn phí cho hàng toàn quốc cho mình. Rồi 1450 cả nhà ơi, hôm nay shop sẽ sale luôn cho cả nhà mình 159.000. Có 160 cái váy này thôi. Trời ơi, cả nhà ơi, nó dễ thương lắm. 160 cái váy này nè các chị. Tin được không? Không tin nổi luôn á. 1450 cho em 58-65kg cho em. Cái này là cái áo ba lỗ bên trong của em nha các chị. Khi mà cả gia mình mặc ở nhà thì cả gia mình mặc một chiếc áo bên trong cùng màu, cùng màu đen. Đó, hoặc là mình sẽ mặc cái dây trong cho em ha. Đó, còn này là cái áo á, nguyên một cái bộ đồ ngắn ở bên trong để em thay em thử đồ cho mình. Đó, chứ thiệt ra thì nó cũng không phản cảm gì hết nếu như mà mình mặc cùng màu. 159.000. Đó, phần thân trên các chị yêu ơi, phần thân trên trang lưới phối hoa thêu hoàn toàn luôn. Hoa thêu thủ công cho cả nhà mình, màu xanh xanh, tím tím, trắng trắng như vậy. Và cái hoa thêu này nó ống ả đẹp lắm nha các chị, không sợ hở ngay cái này nha các chị yêu nha. Tại vì em mặc đang mặc cái áo thun á các chị. Đó, thì mình sẽ thấy ngay đây. Rồi, nếu như mình mặc cùng màu hoặc là mình mặc màu trong một chút xíu thì sẽ không có thấy gì hết nha các chị ơi. Rồi, chân váy trước lại và chiếc phong, hai túi. Bao nhiêu cả nhà? 159.000, 160 chiếc đầm này, 160. Hoa thêu này các chị, 1450 cho em 58 tới 65 kg, 58 tới 65 kg cho em, hoa thêu cực đẹp luôn cả nhà ơi. Phía trước phía sau như nhau nha các chị, phía trước phía sau là bằng nhau như vậy. 1450 cho em mẫu đang mặc trên người 1450, hai lớp kèm hai túi, dáng đầm siêu đỉnh luôn cả nhà ơi, 58 cho tới 65. Em chào chị Thịnh Quốc, chị Quốc Thịnh. Ủa, chị Quốc Thịnh đây đổi avatar hả? Hay là một cái Facebook khác của mình? Có phải chị Quốc Thịnh của em không nè? Rồi sao nay hình đại diện lạ quá vậy ta? Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1450, 1450 giảm giá ngay cả nhà ơi, 159.000, 159.000 đồng cho em. Với các chị ơi, em đang có cái váy này nè mấy chị, mà em sẽ sale cho mình luôn là cái em đầm sơ mi hoa nhí. Sơ mi hoa nhí nè các chị ơi, bình thường cả nhà mua nhiều, hôm nay là em có sale và em có hai size, một size nhỏ nhất và một size lớn nhất. Chị Gia My ok có 1450 hoa thêu nha mấy chị, có 160 chiếc đầm này thôi à. Có 160 quá rẻ luôn mấy chị yêu ơi. Đặt hàng cho em xin mã số, kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha. Giảm cho chị Trần Dương. Rồi tiếp tục cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người nè, mẫu em chị nè, Facebook của chị bị hack rồi. Trời ơi, hàng gì em thấy quen quen, hàng gì bữa giờ em không thấy chị Quốc Thịnh coi livestream của em. Mà hả, em thấy tên quen quen là em biết ngay chị Quốc Thịnh rồi. Mà avatar hết fan cứng luôn. Coi từ từ vài bữa lên chứ gì chị Quốc Thịnh ơi. Rồi đây mấy chị, mẫu em đang mặc 1514. Chị Quốc Thịnh có mẫu này chưa? Chị Quốc Thịnh có mẫu thì cho em giảm giá nha chị Quốc Thịnh ơi. Giá bình thường em bán là 359.000 đồng nha. Bây giờ chị khách nào mình đặt hàng em giảm giá ngay. Giảm giá ngay luôn. Trời ơi, em giảm một cái là cái giùm xỉu ngang xỉu dọc liền. Em có cho cả giùm hai size, em có size M và size 2XL. Size M 40 cho tới 50 kg cho em ha.
1514, hôm em mới xem tới thì 250 cả nhà ơi. Chất liệu vải này vải von hàn nha, mặt rất là mát mềm rũ không sợ bị nhăn luôn. Hai lớp cho cả nhà mình kèm luôn, hai túi có khóa kéo phía sau lưng khoang dáng đồng siêu đẹp nha các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số bao nhiêu cả nhà ơi? Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1514, giá em nói ngày hôm nay là 249.000. Em có M và em có 2X. Chị nào mình mặc 2XL lấy cái mẫu đồng này nha. Rồi nhanh tay là chất này mặc yêu lắm, em cảm ơn chị yêu mình ạ. Coi chị khách nào mình đặt hàng nữa tranh thủ. Trời ơi, cả nhà mình nhìn giúp em, cái nền vải này là nền vải màu xanh nha, xanh đen nha các chị, xanh đậm nha, không phải là màu đen đâu. Đó rồi hoa, hoa trắng nè, nhụy hồng nè các chị. Trên like sao bên ngoài y chang vải cả nhà nha. Nhưng mà nhắc trước với cả nhà mình, cái nền vải này là nền vải màu xanh than, hoặc là nhiều chị gọi là màu tím than á các chị. Đó, nó đậm đậm nha, chứ không phải là hoàn toàn đen đâu. Nhấn nhá phần eo cho mình, hai lớp cho cả nhà luôn, kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Rồi, 2XL hả chị, eo 90 hiện tại á thì mấy cái mẫu bên em hết eo 90 rồi. Em chỉ còn eo tầm 86 đổ về thôi chị. Còn eo 90 thì tạm thời em hết nha. Chị yêu mình có thể chờ em vào đợt sau nha. Tầm vài ngày nữa em về hàng rồi. Vài ngày nữa em có thì em lên liền cho mình nha. Chị Quốc Thịnh ơi, chị Quốc Thịnh, em có mấy cái mẫu này là chị Quốc Thịnh dễ thương lắm. Em sắp về tới nơi rồi. Chị Quốc Thịnh ơi, đẹp không? Cái em ren này chị, dáng dài maxi cho mình luôn ha. Tay lộ dễ thương chưa? Với lại cái này nè chị Quốc Thịnh ơi, trời ơi, cái ren này nè, đẹp chưa chị, họa tiết. Cái ren này giống như len vậy có chị, nó mềm mà nó êm, nó bông làm sao luôn á. Đó, thì sắp tới em sẽ có về cho cả nhà mình nha. Cây hoa này, hoa màu vàng vàng cho mấy chị mình đón Tết. Rồi, mà em chưa biết chính xác chừng nào thôi, nhưng mà sắp có rồi đó mấy chị. Rồi bây giờ nè, mẫu em đang mặc trên người hôm nay sale xả hàng luôn 249.000 đồng. Đồng này rất đáng để mua nha các chị, nhấn mạnh luôn, rất đáng để mua luôn các chị ơi. Hoa nhí cả nhà mình mặc lên gọn dáng nè, và cái màu của nó cực kỳ mà dễ mặc luôn. Da trắng mà đẹp, da ngâm vậy là ok cho em ha. Váy thì mềm mại nhẹ nhàng, mặc rất mát và không sợ bị nhăn, có thể giặt tay giặt máy được cho em luôn. Hai lớp kèm luôn cả hai túi khóa kéo phía sau lưng, dáng nào vậy đó là siêu yêu luôn các chị ạ. Bao nhiêu ạ? 249.000. Rồi 249.000 đồng cho em. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nha. Ưng đầm nào đặt hàng sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. Đầm sọc, không biết đầm sọc này còn hàng không đâu mấy chị ơi, hôm qua hôm kia thì còn à, một chiếc hai chiếc gì á. Rồi đầm này em còn hai cái xanh lồ, có chị nào đặt hàng không ạ? 179.000. Em còn hai cái xanh lồ cuối cùng, hai cái XL cuối cùng, có chị nào đặt hàng không lên đơn cho em luôn nha mấy chị ơi. Dạ mẫu em đang mặc trên người 1514 chị, 1514 chút liền cho em đây chị yêu ơi. Nguyên cái em đầm sơ mi dáng dài, cả nhà lưu ý đầm sơ mi mà đầm đẹp, vải đẹp chất lượng mà 249.000 đồng, thật sự nó rất là rẻ, nó rất là rẻ luôn. Giá bình thường em bán 360 mà mấy chị khách bên em còn khen rẻ, mà mấy chị ngày hôm nay thì em giảm rất là lớn. Rồi đây tiếp tục cả nhà, lên thêm cho mình một cái em đầm vuông, vừa trẻ nè, vừa đẹp cho cả nhà mình, chất cát nha, vải mặt siêu mát. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1489 nha mấy chị ơi, 1489, 50kg cho tới 56kg mặc vừa mẫu này cho em. 50kg cho tới 56kg mặc vừa mẫu này cho em nha. Rồi hoa nhí 62kg nha. Rồi hoa nhí cho em xin mã số 1514 nha chị Nguyễn Vóc ơi. Rồi cho em xin mã số 1514 nha chị, 1514, 249.000 thôi. Chị mình về nhà nhận cái 1514 này mà với giá 250 á, thấy nó quá đẹp á, quay lại đây bình luận cho em nha các chị. Cho dù là em bán hết hay là còn thì mình cứ quay lại đây bình luận cho em nha mấy chị ơi. Đầm anh shop em bán qua rồi là em qua luôn, chứ em không có về đi về lại nha mấy chị. Đầm mặc siêu ưng luôn á chị ơi, mát lắm, mềm lắm luôn á, đẹp cực kỳ nha chị, giặt tay giặt máy được cho em. Hoa nhí nhí này dễ thương mấy chị, xinh cực. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người, cái em đang mặc trên người cái size nó hơi lớn so với em. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1489. 1489 ngày hôm nay giảm giá cho cả nhà mình luôn. Với mức giá bao nhiêu cả nhà? 179.000 đồng. Thiết kế là mày sẽ là cổ vuông cho cả nhà mình, đường may mũi chị xuất sắc nha. Vai hơi phồng nhẹ, nhánh phần eo, dáng đồng phong dề, che khéo được cái phần bụng tốt. 1450 eo 88, eo 86 đổ về chị Nguyễn Trung ơi. Cả nhà mình ơi, eo 88 nhà em có mẫu này thôi. Em 88 thì em có mẫu này ha. Hai cái mẫu này. Mẫu này. Đấy, mẫu này. Hai mẫu này là em sẽ có cho mình em 88.
Còn ngoài ra là bên em mấy cái size lớn á mấy chị em bán hết rồi. Mấy cái size lớn em bán hết trơn rồi mấy chị ơi, giống như cái này đi. Giống như cái này đi. L88-90 đúng không? Em hết size 2XL luôn rồi đó. Em hết trơn luôn mấy chị ạ. À. Với lại cái đầm dài maxi dài á là em cũng hết hết size 2XL luôn. Đó, cho nên là hả, bây giờ em chỉ còn L88 hay L86 đổ lại. Còn nếu như chị đặt L90 á, L90-92 thì mình chờ em đợt sau. À, có em về em báo luôn cho mình trên livestream ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1489. 1489 năm này từ 50 cho tới 56 kg. Giá của em nói là 179.000 đồng mã sản phẩm 1489 chiếc lại vải cát nha các chị. Váy mềm rũ và mặc siêu mát. Chị nào muốn đầm ca giãn. Đầm co giãn thì lên chấm bi. Trời ơi cái đầm này co giãn cực đỉnh luôn á. Đầm này co giãn phải nó cực đỉnh luôn á chị. Dạ. Em chào chị Lê Nguyễn nha. Chào cả nhà mình mới vô. Đầm ren xanh cho chị xem lại đi. Đầm ren xanh em chưa về chị yêu nha. Đầm ren xanh em chưa về. Em nhá hàng cho mấy chị yêu mình xem là sắp tới em sẽ về. Còn đầm ren xanh em chưa về. Khi nào em về em báo là cả nhà mình vô đặt liền. Vô đặt liền cả nhà ơi, nó quá đẹp. Nhìn ý là cả nhà mình nhìn phớt phớt qua là cả nhà mình đã thấy ưng rồi đúng không? Muốn gì mà mặc lên người mà chính thức bán ra thị trường thì phải nói là nó quá đẹp luôn á. Rồi tiếp tục nha các chị. Đầm co giãn. Chị nào hồi nãy hỏi em là có đầm co giãn không thì đây. Em váy này co giãn nhiều, vải dày dặn luôn. Mặc thích lắm á trời ơi, siêu mát. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người này các chị, mã sản phẩm là 1500. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1500, đầm này thiết kế sẽ là cổ vest cho cả nhà mình ha. Tay ngắn nè, ôm cái phần eo dáng đầm phần xòe, che bụng tốt. Váy may cho cả nhà mình một lớp có luôn cả hai túi và có co giãn 40 cho tới 58 kg cho em. Chỉ là mình mặc size M thì 40 cho tới 53 kg, mặc size L thì từ 53 cho tới 58 kg ha. Cái gam màu này là màu xanh đen nha cả nhà ơi, xanh đen nha các chị, không phải là màu đen đâu nha. Co giãn nhiều cho cả nhà mình và co giãn đàn hồi tốt chứ không phải là nó giãn luôn nha các chị, không hề sợ bị vằn ngón tay lên luôn. Co giãn siêu đỉnh cho mấy chị yêu mình. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha. Chấm bi này chấm bi nhí nha mấy chị, không phải chấm bi to. Và phía trước trước này thì em sẽ có phối cho cả nhà mình những cái viên cúc bọc chạy dài từ cổ áo xuống dưới chân váy luôn, nguyên một hàng cúc cho cả nhà luôn nha. Hai túi 179.000 đồng luôn cả nhà. 1500 cho em, 1500 cho em 179.000 đồng. Rẻ ha mấy chị ơi. Em có cho mình là chậm xíu nha các chị. Em có cho cả nhà mình hai size, 10 cái cuối cùng em còn 8 cái size M. Em còn 8 cái size M nha. Rồi sao chị? Size S hả chị? Trời ơi. Size S á, mình mặc size S bên shop khác, giống như mặc bên shop em là size M vậy đó chị. Giống như mặc bên em size M, giống như em mặc bên shop khác đi là em sẽ chọn size S hay là em sẽ chọn size M tùy theo cái số đo của họ. Nhưng mà bên shop em thì cả nhà thấy đó, em chỉ mặc một size thôi là size M. Trừ khi size M em bán hết rồi thì em mới lấy size L hay size XL em mặc lên và em bóc cái phần eo. Chứ thật ra mà nói là cái size M đó cũng nhỏ cả nhà ơi, nó chỉ dưới có 50 cân thôi. Còn với những cái em váy mà nó co giãn như vậy đó, mình có thể trừ hao được là 52-53 kg mình mặc vừa khít với người của mình ha. Rồi mẫu đầm này thì chỉ có giá là 179.000 đồng thôi nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1500. Chị là mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm. Váy mang cho cả nhà một lớp kèm luôn hai túi nha các chị, có khóa kéo phía sau lưng mã sản phẩm 1500. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị. 179.000 đồng co giãn nè cả nhà ơi, co giãn hơi bị đỉnh luôn á các chị. Đồ có mẫu à. Đầm này chất liệu vải của em nó là hàng vải vải gì tự nhiên quên nghe rồi cả nhà ơi. Chờ em xíu nha. Cả nhà ơi chờ em xíu. Rồi. À vải này. Rồi, mi size Hàn Quốc nha các chị. Đầm này chất liệu vải mi size Hàn Quốc nha cả nhà ơi. 179.000 đồng, 179.000. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm một cái á. Em làm khác, cái em làm này cũng 179.000 đồng này các chị. Cả nhà mình sơ mi đi các chị. Sơ mi da beo đi. Da beo thì ta nói hả, mặt không bao giờ sợ qua thể loại mốt. Nhưng mà da beo á các chị, em không biết kiểu như thế nào, nhưng mà thấy đa số em về da beo á là em bán chạy. Một phần là bán chạy, còn thứ hai giá nó cao hơn những cái họa tiết khác. Nó giá nó cao hơn những cái họa tiết khác, thậm chí là nó còn giá của em nó còn cao hơn cả vải ren mà các chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì em bị lẻ size và em cũng sẽ sale luôn cho mấy chị mình ha. Rồi đây,
1490 mấy chị ơi. Đầm này dán xu nha, em có dán khác nữa nha các chị. Em có beo đuôi cá và em có cả beo xòe cổ tim. Em có beo cổ tròn đuôi cá và em có cả beo beo cổ tim. Beo cổ tim em còn size M, các chị nào thích beo cổ tim không em giảm nhé. À với lại em có beo cổ vuông, em có beo xếp ly. Các chị ơi, beo cổ vuông nè. Beo cổ vuông em có hai màu. Cả nhà chị khách nào thích da beo á mà mình thích trẻ trẻ á, mình lấy cho em hai cái này. Đó, beo màu trắng với lại beo màu xám thì trẻ hơn ha. Đó thì em sẽ có hai size ML, giá 199, giá 199 nha. Dạ, em chào chị Nguyễn Hằng. Rồi, với lại ôi đây em cầm lộn. Rồi, cái này beo chân váy xếp ly, cái đầm này vải đúng đỉnh luôn. Cái vải này rất là đẹp nha các chị, 350. 350 mà chưa có thể hiện được hết độ đẹp của nó. Cái em đồng này đáng lấy ra mà trên livestream hiện bao nhiêu cả nhà? 399.000 đồng. Trời ơi, nó rất là rẻ đó các chị ạ. Rất là rẻ. Có chị nào nhận được cái váy này chưa các chị? Đẹp cực kỳ. Đó, cái beo chân váy xếp ly đẹp quá trời luôn á, nó đẹp hẳn hơn, nổi trội hơn những cái đầm khác. Em nói thiệt, chị nào mà mình thích đầm chân váy xếp ly và mình thích họa tiết da beo, thật sự thích á, mình mua cho em cái đầm này. Tại vì cái chất vải của em nó và cái họa tiết của em nó nhìn vô một cái nó nổi trội hơn những cái đầm khác rất là lớn luôn. Đẹp cực kỳ nha các chị. Đường may phong may thì khỏi phải đắn đo, về nhà cho coi hàng trước khi thanh toán thoải mái luôn nha các chị ơi. Rồi cái em đó là 350. À em có cái này, em có cái này cho mấy chị yêu mình. Chờ em xíu nha coi em có còn hàng không. Hết hàng rồi, cái này em hết hàng nha. Rồi, à beo đuôi cá, beo đuôi cá cho cả nhà mình. Đầm da beo đuôi cá ha. Đầm da beo đuôi cá này mã sản phẩm là 1325. Để em kiểm tra xem nào. 1325. Em đang có cho cả nhà mình đầy đủ 4 size M, L, XL, 2X, giá của em nó 299. Nhưng mà chị nào đặt hàng trong bài livestream này em sẽ có thể là hỗ trợ giá cho mình còn 279 được. Tiếp tục nha các chị. Đó, đầm da beo cổ vuông. Đầm này đầm da beo cổ vuông màu nâu nha các chị. Hồi nãy em đã lên hai cái da beo cổ vuông màu xám và màu trắng rồi. Đầm da beo cổ vuông màu trắng và đầm da beo cổ vuông màu xám. Thì hai cái này là chất xốp Thái, em đang giảm giá 199, lý do là tại vì nó lẻ size. Rồi, còn em váy này thì mới về đợt sau, 299.000 đồng. Đủ có sai nha mấy chị, 299. Thôi, bây giờ tập trung với cái váy em đang mặc. 1490. 1490 chất liệu vải cát nha các chị. Đầm da beo, dáng suông. Cả nhà nhìn dùm em cái dáng suông như mình mặc lên á, nhìn cái dáng rất là đẹp. Thật sự mà nói á, chị nào mà mình tròn người đó thì mình mặc cái dáng suông á sẽ rất là sang và rất là đẹp. Và chị nào mà mình gầy gầy á, mặc mà dáng suông á các chị nhìn hơi đột và không đẹp bằng, đúng không? Nhưng mà ở đây cả nhà thấy đó, em cũng gầy gầy này các chị, nhưng mà mặc lên này cả nhà nhìn đây. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn nha các chị. Vải cát 1490, giá em đó là 299.000 đồng thôi. Cái đầm này thì em có tặng kèm quà nha các chị. 40-62kg, đầm này nếu như em có đủ size sẽ tới 70kg á các chị. Nhưng mà hiện tại thì em chỉ có 3 size cho mình, 3 size thôi. Em có cho mình size M, size L và size XL ha. Chị khách nào mặc size M, size M tới 52kg eo 72, size M 52kg eo 72, size L 57kg eo 77 và size XL 62kg eo 82 cho em. Rồi tiếp tục cả nhà ơi, với lại em có tặng cho mình một cái á. Đâu rồi ta? Chậm xíu nha mấy chị ơi. Đâu cái quà tặng, tại vì á thường ở trên livestream em ít có mà giới thiệu cho mình có quà tặng á các chị, để về nhà cả nhà mình khui ra là mình thấy bất ngờ liền, đúng không các chị? Cho nên là thường là em sẽ mặc suông như vậy. Đó, sẽ tặng cho mình một cái sợi dây như thế này, rất là chắc nha mấy chị ơi. Và cả nhà mình có thể phối với em đầm này, tại vì đầm này em có may hai con đĩa. Chị nào về nhà có cọng dây này á thì thôi, còn nếu như không có cọng dây này cả nhà mình cứ thanh toán nhận hàng cho em rồi mình nhắn tin cho em, đơn sau em gửi cho mình cái cọng dây này nha. Đó, mình buộc lại, mình buộc trước buộc sau gì cũng được hết á mấy chị. Đó, buộc trước cũng được, buộc sau cũng được, buộc quanh hông cũng được. Khi mà cả nhà mình buộc lại á thì nhìn mình sẽ có eo o hơn ha. Mã sản phẩm 1490 cho em. Đó, buộc lại được luôn, cả nhà thấy không, xinh liền, ôm eo liền các chị yêu ạ. Dễ thương không ạ? Có 299.000 đồng mẫu này thôi, mã sản phẩm 1490. Mình đặt hàng cho em xin mã số nha các chị, 1490 với số điện thoại. Shop may cho cả nhà một lớp có hai túi dán công chức là vải cát. Và cái cổ áo này cả nhà thấy nãy giờ em mặc nè, nó cứ đứng sừng như vậy đúng không? Mình sợ cái cổ áo này nó quá cứng, nó gây khó chịu, không có luôn. Cái cổ áo mềm èo luôn cả nhà ơi. Cái cổ áo mềm em không hiểu sao lại may được một cái cổ nó đứng được như vậy.
Hay thiệt các chị. Rồi chị Trương Khánh Trang ok có luôn ạ. Đây, cổ mềm nha, mặc dễ chịu thoải mái lắm cả nhà ơi. Thích cực kỳ luôn á, họa tiết da beo ga màu này dễ mặc cực kỳ. 1490 cho em, 1490 nha. Chị Kim Uyên 1490 ok có, 299.000 thôi. 299.000 đồng thôi chị, 40 cho tới 62kg. Rồi bây giờ tiếp tục em thay mẫu khác cho cả nhà mình ha. Rồi ơn đồng nào đặt hàng sớm nha, em tư vấn nha các chị. Trời ơi, em váy này là cái gì đây? Bông hoa nổi lên ha, 1403. 1503 chứ. Rồi. Nãy em có lộ mã không ta? À không không. Rồi chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ cho em. Dễ luôn không mấy chị, xin liền. Xin liền, xin liền cả nhà ơi, cái đồng này nè. Von bông nổi. Nó giống như là cái gì ta? Nó giống như là bông gòn vậy đó các chị ạ. Nó giống như là bông gòn vậy đó. Nhưng mà cả nhà mình giặt ủi là không bay không phai những cái mục này nha. Không rơi rớt, không sợ bay luôn, đẹp cực kỳ. Rồi bây giờ em sẽ mặc lên cho cả nhà mình xem luôn nha. Và sẽ báo cho mình cái giá sale, tại vì cái này là hàng vải hiếm, vải rất hiếm luôn á mấy chị. Nhưng mà hôm nay cũng sẽ sale cho mấy chị mình luôn. Chờ em xíu nha. Mình nghĩ thử trên sàn em á, cái chị có cái mẫu này mà mình thích á, mình còn ở phía dưới nha em nha, em sẽ mặc lên giới thiệu cho mình luôn. Rồi còn em sẽ lên cho mình cái em váy này. Trời ơi, cái vải của nó đẹp lắm nha nhà ơi, mặc lên gì nếu ở ngoài nó sẽ đẹp hơn trên livestream, em dám đảm bảo với cả nhà mình luôn. Đầm này thì mấy chị khách bên em là mua 350, 360 đầy các chị ạ. Rồi em có hai size nha các chị, 40 cho tới là 56kg. Eo tối đa thì eo tầm 76, 77 độ về, mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Hàng đẹp chuẩn mẫu cho cả nhà mình luôn. Ui cái em váy này em chưa kịp mua cho mẹ em cái nào là đã hết hàng rồi các chị. Các chị mình nghe nói mẹ em chứ mẹ em trẻ lắm, cả nhà có bốn mấy à. Đây. Dạ ôi, trời ơi, mềm lắm nha các chị. Coi bông giùm em nè. Trời ơi, cái bông này nè các chị ơi, giặt ủi là không bay không phai nha, em cạo nó lắm luôn á, nó không có bay nha các chị. Đẹp cực kỳ, vải von. Von này von bông bi nổi, von bông bi nổi cho cả nhà mình. Sờ lên, mềm lắm, sướng tay lắm cả nhà ơi. Nó giải trí cực kỳ luôn á. Rồi, không chăm chích, không có gây khó chịu, kèm luôn cả hai túi. Em váy này ngày hôm nay 1503 chính thức sale xuống cho cả nhà mình luôn. Từ 306 em giảm giá. 1503 em giảm mạnh cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá là bao nhiêu cả nhà ơi? 249.000 đồng. 250 đó các chị ạ. Cái đầm này vải hiếm nha các chị. Cái đầm này vải cực hiếm luôn. Mẫu đang mặc trên người mẹ sản phẩm 1503 249.000 đồng, thiết kế cổ tim dễ mặc. Đầm này cổ tim vừa phải, không sợ bị hở ngực nha các chị. Eo có đính đá lấp lánh lấp lánh cho mình nè, và bản eo to. Thì những cái bản eo to như thế này cả nhà mình diện lên nè, nhìn dáng người của mình sẽ thanh thoát hơn, sẽ sang hơn rất là nhiều luôn. Đó, mỗi mẫu một cái form khác nhau này các chị, có bản to, bản nhỏ nè. Mẫu đang mặc trên người mã số 1503 giá 249.000 đồng. 1503 giá chỉ có là 249.000 đồng thôi cả nhà ơi. 40 cho tới tầm 55 56 kg, eo tối đa tầm 76 độ về, cho em mặc đẹp thoải mái nha. Chị Trang Nguyễn dùng đơn một cái xem ok có luôn ạ. Có đầm dạ hội không em? Đầm em mặc mãi gì 1503 chị yêu nha. Chị mình hỏi em cái này hay là cái này. Cái này là 1490. Chị ơi, cái đầm này 1490 có làm dạ hội như chị Hồng Ân nha. Em có làm dạ hội, chị mình chờ em xíu nha. Em có cho mình hai mẫu dạ hội cái tên em mới về. Rồi. Đây các chị, đây. 1490. Cái đầm này mã số 1490 này các chị ơi. 299.000, 299.000 đồng. Rồi, em có cho mình hai mẫu dạ hội. Em mới vừa về hàng cho cả nhà mình ha. Cái mã này là 1530 và cái mã này là 1529, dạ hội cách tân cho mình hai màu khác nhau. Đây là 1529. Đây là 1529 này chị ạ. À, hoa hồng màu hồng hồng phớt phớt qua như vậy, rất là nhẹ nhàng tiểu thư. Đó, 350. Vải von nha các chị, có đắp lót cho cả nhà mình luôn. Rồi, cái em váy này là nền vải màu xanh biển và có phối cho cả nhà mình hoa hồng, màu tím tím và màu kem kem. Đó, dễ thương không các chị? Màu thì nhìn nó nổi bật. Còn cái váy này thì nhìn tiểu thư. Đó, đồng giá nha các chị, 350 một em ha. 4 size mới vừa về luôn, dưới 66kg cho em mặc vừa. Rồi, còn nếu như mà mình mặc size 2XL và mình muốn trải nghiệm thì đây em có cái mẫu đầm này, em có cho mình thêm một cái sự chọn lựa nữa. Em váy này chị 159.000.
Giá sale bèo nhèo luôn chị yêu ơi, 159.000 đồng, mã số là 1450 nha chị. Hoa thêu luôn, trời ơi cái hoa thêu luôn nè chị, đó hoa thêu thủ công mướt mừng mượt luôn nè chị ơi. Rồi phần thân trên là ren lưới phối hoa thêu, phần chân váy trước là vải chiếc phong cho chị em mình, có luôn cả hai túi và khoa kéo phía sau lưng. Và giá của em váy này ngày hôm nay em sẽ giảm giá luôn cho mình, chỉ còn có giá bao nhiêu cả nhà, 159.000, không rẻ không lấy tiền, 159.000 đồng luôn chị yêu ơi. Mình mặc vừa size SL không, size SL là tầm 85 kg hả chị, 85 kg hay 85 kg thì bên em hết hết size 85 kg rồi chị nha. Rồi 1490 E84, em hết hàng size E84 luôn chị. Quá uổng cả nhà ơi, mấy chị khách bên em đặt hàng quá trời mà toàn là mấy cái mẫu mà em hết size á các chị. Em bị hết cái size đó, size 65-70kg không, size 65kg thì em có, 65-66-68kg thì em có, nhưng mà size 70kg thì em đã hết rồi nha chị yêu nha. Rồi bây giờ này các chị, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1503, và ngày hôm nay em giảm giá còn 249.000 đồng. Chất liệu vải von bông bi nổi, von bông bi nổi cho cả nhà mình như thế này nha các chị ơi, rất là đẹp luôn. Vòng tay may một lớp, thân váy may kỳ lưỡng hai lớp, có luôn hai túi, có cái kia phía sau lưng chị, là mình đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm cho em nha. Rồi em có đầm này 68kg nè chị, đầm này 68kg. Để mình thử cho mình nha, dòng vải chiếc phong, đây là màu trơn, nãy giờ em chưa có là màu trơn đúng không các chị. Nãy giờ em lên toàn mấy cái đầm màu chấm bi, họa tiết, hoa, với lại da beo, em chưa có lên đầm trơn. Thì bây giờ em sẽ lên đầm trơn có size tới 68kg và eo 88. Đặt hàng online á, cả nhà mình nên đo kỹ lưỡng cái vòng eo nha các chị ơi. Mình đo xương xương á các chị, nhiều khi về mà không vừa đó, cả nhà đo kỹ giùm em cái eo nha. Tiếp tục này các chị, mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1468. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1468 này các chị yêu ơi. Đầm mình thiết kế xà là cổ sơ mi cho cả nhà mình tay lỡ ha. Ôm eo, dáng đầm phong xòe. Cái cổ tay này em sẽ may gập bẻ lên cho cả nhà mình tạo kiểu. Trời ơi cái máy này dòng vải chiếc phong các chị ạ, vải hơi bị đẹp luôn á. Mặc lên nó mát quá trời luôn các chị, nó vừa nhẹ và nó vừa mát nữa. Cái dòng vải chiếc phong này cả nhà yên tâm nha, tuy rằng nó mềm, nó mỏng, nó nhẹ nhưng mà mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái. Giặt tay giặt máy thoải mái cho em. Cổ sơ mi nha các chị, tay lỡ ha, ôm eo, dáng đầm phong xòe. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1468. 1468 giá bao nhiêu cả nhà ơi? 249.000. 249.000. Giá, ôi trời trời, em ấn cái gì vậy? Rồi 55 cho tới 68kg mình mặc đẹp thoải mái cho em. Mã sản phẩm 1468, 249.000 đồng. Cái da màu xanh, xanh long cong cả nhà ơi, đẹp quá trời luôn này các chị, sang không? Cái da màu này mặc lên nhìn trắng tươi luôn cả nhà nha, siêu trắng luôn. Cái đầm bông em mới bỏ xuống ạ. Là mã số đấy, mấy cái này hả chị? Phải cái này không chị? Cái này mã số 1450 chị yêu nha. Phải cái này không chị Hồng Ân ơi? Cái này em còn size 2XL đó chị, 58 cho tới 65kg ha. 58 cho tới 65kg mình mặc đẹp cho em nha chị. Hai lớp hai túi khóa kéo phía sau lưng, 159.000, mã số 1450. Chị mình có mặc vừa không? Dưới 58kg là mà không vừa nha. Rồi hay là 56-57kg về nhà bắp eo được, 56-57kg về nhà bắp eo được cho em mẫu này. Đó, nếu như mình lần đầu tiên mình trải nghiệm đầm mới shop, khuyến khích cả nhà mình luôn, mua cái đầm 100 mấy, 200 mấy mặc thôi. Đó, mình cái đó là những cái đầm mà từ em bán 300-400 em giảm giá xuống cho mình, cho mình cứ yên tâm về cái phần chất lượng. Đó, cái giá tiền nó không nói lên cái chất lượng đâu cả nhà, tại vì đầm này em bị lẻ sai rồi, với lại em đã qua rồi, em bỏ mẫu á các chị ạ. Hôm nay em giảm giá nha, 159 luôn. Chị nào mà đặt hàng lên đơn cho em tư vấn nha. Phải nói không chị? Phải nói cho em xin mã. Rồi em đang mặc cái người mã sản phẩm 1468. 1468 ngày hôm nay giảm mạnh cho cả nhà mình luôn, 249.000 đồng thôi. Rồi cái da màu xanh này mặc lên trắng tươi luôn các chị ạ. Váy may hai lớp, đầm này không túi nha, khóa cái phía sau lưng dễ thương mấy chị. Được có một màu duy nhất. Và cái cổ tay này thì em đã may cho mình một cái đường chỉ ở đây, cố định lại bằng một cái đường chỉ rất là chắc chắn, nên cả nhà mình mặc lên á sẽ không có sợ nó bị rủ xuống nha mấy chị. Đó, nó đã được cố định lại như thế này luôn. Và có cái này cúc ngọc trai, thì cái viên cúc ngọc trai này em cũng may vô luôn nha các chị. Rồi váy này ngày hôm nay là 249.000 đồng, 249.000 đồng, mã sản phẩm 1468 chị. Dạ em mặc size M chị, em mặc size M chị, 56kg cho em xin mã số 1450 về nhà bắp eo dùm em nha, về bắp eo dùm em. Rồi
Em thường thường là em mặc size M chị, nhưng mà cũng tùy mẫu, lỡ như mà size M, ví dụ như cái này đi size M mà chị nào mặc size M, mình lại tự tới cửa hàng em, mình nhắn tin hay là mình muốn mua cái size M hay sao đó, mình rất là thích đó, thì em cũng bán luôn cho mình luôn đó, rồi em sẽ lấy cái size lớn em mặc. Nếu như em không còn một cái nào size nhỏ để em mặc nữa thì em cũng vẫn sẽ lấy size lớn. Rồi đây các chị yêu ơi, thêm một em đầm này nữa, đầm vét đẹp rụng rời luôn. Dạ em chào chị Vân Huỳnh nha, chào cả nhà mới vô. Thay thêm cho mình mẫu vét gam màu vàng bò, phải nói là sang xịn mịn luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1468, 249 ngàn đồng, 249 ngàn đồng nha. Xem lỗi em hết hàng rồi chị, em còn size size XL và 2X, lấy size XL về về bỏ ra 10 ngàn bóp eo dùm em được không? Nha chị nha, bóp eo dùm em đi chị, em hết size ML lâu lắm rồi. Em hết size ML mới về là em hết luôn á các chị ơi. Rồi tiếp tục. Có mẫu bị hết size nhỏ, có mẫu bị hết size lớn. Dạ em chào chị Nguyễn Thu, chào cả nhà mình mới vô. Tiếp tục cả nhà ơi. Váy này, đầm vét, trời ơi, cả nhà mình thử nghĩ đi. Đầm vét mà có 200 mấy á. Đầm vét mà có 200 mấy á các chị. Bao đẹp. Vải bao đẹp. Về nhà ủi phẳng ra cho em. Em thấy có một số chị đó chị, đặt hàng bên shop em về rồi. Ủi xương xương, cái hổng phẳng, cái mình cũng có mắng vốn em. Ủa em ơi, sao đầm này á hả, nó nhăn chứ giờ. Đầm bỏ chân bọc ví dụ như vậy nè các chị. Đầm bỏ chân bọc như vậy nè các chị ơi. Thì nó gấp lại thì nó phải nhăn các chị yêu ạ. Gấp lại xếp chồng lên nhau nó sẽ nhăn lại cái phần nếp gấp này. Đó, và khi mà cả mình đã ủi kỹ, ủi phẳng ra rồi thì cả mình giặt, mình phơi, mình mặc hoài không cần ủi nữa. Đó, rất là đẹp luôn, chỉ cần ủi một lần đầu về thôi. Rồi tiếp tục nha các chị, mẫu em đang mặc trên người 1449, đầm em đang mặc trên người 1449 cả nhà nha, có 200 mấy thôi, chờ em xíu em báo size cho mình. Em có ba size lớn riêng em, đầm này em có ba size lớn cả nhà, em có size L, em có size XL và em có size 2XL, 50 kg cho tới 65-66 kg. Form này các chị nhìn cái form giùm em rất đẹp luôn, nhánh theo eo, dáng đầm phông xòe tròn tự nhiên, che được phần bụng siêu tốt nha các chị. Váy may cho cả nhà mình một lớp kèm hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Gam màu này mặc sang hay cả nhà ơi. Gam màu nâu tây cho cả nhà mình, mã sản phẩm 1449. Đầm em đang mặc trên người một, ủa cái gì đây? 1449 nha các chị ơi. 229 ngàn. 229 ngàn đồng, mua đi mấy chị. Mua liền, mua liền. Chần chừ chi nữa cả nhà ơi, giá cũ bình thường 349, ngày hôm nay có nhiêu? 229, vậy là em giảm cho mọi chị 120 đúng không mấy chị? Em giảm cho mọi chị 120 đúng không ạ? À? Đẹp cực kỳ luôn, đầm hết cái cổ vét cho cả nhà mình. Dáng đầm phong xòe, trời ơi, nó sang dễ sợ luôn các chị ơi. Đường may nè, đường may nè. Trời nhìn giùm em các chị tay lỡ ha. Chị nào mà thấy mà tay lỡ qua khuỷu á, mình hơi khó chịu thì mình lên like cho em. Lên cho em, đó. Lên được nha mấy chị. Đó, cái phần tay này nè. Phần tay này thì nó sẽ hơi dài hơn. Tới đây, nhánh phần eo, dáng đầm phong xòe, một lớp có hai túi. Vải của nó cả nhà mình nhìn ở trên livestream là mình đã thấy nó mướt mát rồi đúng không các chị? Rất là mướt, rất là mát luôn. Vải này dày nha các chị, chỉ cần mặc một lớp thôi là vừa mặc. Không nhăn, không nhăn và không nóng, không cứng luôn. Rất là đẹp nha các chị. Đầm này trước là vải cô tông lạnh cho em. Rất là đẹp cho cả nhà mình. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1449, 229 ngàn đồng, rất đáng để mua cả nhà ơi. 229 ngàn đồng, em đang kiếm cái nào mà để làm mẫu cho cả nhà mình. Mình không có ở đây. Đây các chị, với lại em có cái đầm vest này nữa. Đầm vest này mã số 1515, chân váy xếp ly 349 ngàn đồng. Các em thấy đầm shop em rẻ không ạ? À? Rẻ đúng không? Bên em tự may, tự thiết kế và tự sản xuất cho anh, so với thị trường nó rẻ hơn rất là nhiều ha, rất là nhiều luôn so với trên thị trường, giá rất là rẻ. Đây cả nhà ơi. Đó, cổ vest nè ha. Đẹp chưa các chị? Mê chưa? Chân váy xếp ly nè. Rồi, còn chị khách nào mà đặt hàng nữa lên đơn. Có màu da không em? Màu da hả chị? Màu da có chị, 99 ngàn được không? Nhưng mà chị yêu mình ơi, mình dưới 50 kg chị. Dưới 50 kg em có hai mẫu như vậy. Bây giờ cái này là 1400. Cái này 1400 chị yêu nha, dưới 48 kg đi. Cái này dưới 48 kg, thiệt ra mà nói em mặc nó cũng hơi chật. Dưới 48 kg cho em ha. Rồi váy này là 1400, giá của em nó là 99 ngàn, chất liệu vải siêu xịn, vải tuyết mưa,
tay lưới cho mình, có luôn cái túi, túi này túi thật cho em ha. Đẹp nha chị, vải tuyết mưa. Cái đầm này chị nào dưới 48 kg mua về không bao giờ hối hận. Mua về là muốn quay lại để mua thêm cái nữa để dành mặt luôn á các chị. Tại vì nó quá rẻ, có 99.000 đồng. Cái này là hàng em tặng rồi, vừa bán vừa tặng rồi. Em không có size lớn nha các chị. Rồi đây tiếp tục cái mẫu này 40 tới 50 kg cho em 1409. Rồi giảm giá luôn 99.000 đồng luôn cả nhà ơi. Lên màu da, để em lên cái này cho mình coi. Dễ thương lắm, cái chân váy đuôi cá xếp ly dễ thương cực kỳ, để em mặc lên form cho cả nhà xem nha. Rồi em đang mặc cái người 1449. 1449 có size lớn nha mấy chị, tại vì hai cái màu da đó là chỉ là size nhỏ thôi. Đó, cho nên em sẽ sale 99.000 luôn. Còn cái em đang mặc cho người màu cực hiếm, màu nâu tây. Và em có cho mình là size lớn luôn nha mấy chị ơi. Em có size từ 50 kg cho tới 65-66 kg. Vậy chuồn chuồn kim ok có đơn hàng luôn ạ. À, chị Nguyễn Quân ok chốt. Váy max, hoa maxi còn size gì? Hoa maxi chị còn size M chị. Hoa maxi chị còn size M. Rồi em đang mặc cho người mã sản phẩm 1449, 229.000 thôi. Giá bao rẻ toàn thị trường của chị, không có mà shop nào mà dám bán một cái em đầm vest mà 229 cả. Giờ em lên đầm vest mà 99k luôn nè các chị ơi. Đó, hàng độc quyền với cả nhà, tem mác đầy đủ hàng bên shop nha. Tiếp tục thay thêm cho cả nhà cùng xem mẫu khác. Em chào chị Nghiêm Nguyễn, cho chị Hoàng Anh nha. Tiếp tục cả nhà ơi, xinh đẹp tuyệt vời luôn. Đầm này mặc lên nhìn trẻ các chị, dễ thương lắm. Chờ em xíu nha mấy chị ơi. Rồi 1409, 1409 cho em mấy chị ạ. À, dễ thương cái gam màu da này các chị ơi. Cổ vest ha, có luôn cái túi hộp ở đây. Cái chân váy này các chị, dáng này dáng suông. Cả nhà thấy mấy cái em đầm suông bên shop em may đẹp không ạ? May lên form đúng đẹp luôn á mấy chị. Chị nào tròn người á, mặc cái đầm này các chị, size lớn em bán rất là chạy. Tại vì mấy chị khách mà tròn người á, thích mặc mấy cái dáng suông nhiều hơn. Cái dáng suông của em may lên nó tôn dáng quá trời luôn các chị ơi. 1409, 99.000. Dạ em chào chị Tuấn Kiều ạ. À, chào cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc trên người 1409, đầm em đang mặc trên người 1409. Maxi hoa em chỉ còn size M thôi. Maxi hoa em chỉ còn size M thôi cả nhà ơi. Em để nó đâu rồi ta? Chờ em một xíu nha chị ơi. Đây đây này. Maxi hoa dáng dài. Siêu đẹp luôn, em chỉ còn size M. Em giảm giá cho mình 179. Dạ em đang mặc trên người mã số 1409 nha chị. Em đang mặc trên người mã số 1409, giá bao nhiêu cả nhà? 99.000. Chị nào dưới 50 kg em khuyến khích đặt cho em cái mẫu đầm này, đặt liền cả nhà, chút liền 99.000 đồng trước cô tâm lạnh. Cái chất liệu vải giống như cái vàng bọt khi nãy ha. Về nhà chỉ cần ủi phẳng ra là mặc được hoài luôn. Cái này em mới lấy trong bọc ra cả nhà, em chỉ còn cái size M, em làm miếng ủi quá trời luôn á. Rồi em chỉ còn M thôi, em giảm giá nha 99.000 đồng. 1409, 99.000. Cả nhà mình ủi phẳng ra là mặc đẹp lung linh luôn á. Một lớp kèm luôn cái túi 1409 size M, 40 tới 50 kg cho em ha. Dáng A cho cả nhà mình, cao 1m65 thì mình mặc tới gối như em này nè. Chị nào cao 1m55 mặc sẽ phủ gối nha. Mã sản phẩm 1409, giá sale ngày hôm nay 99.000. Đường may siêu đẹp. Em lấy chân bọc ra các chị, vải nó cũng còn hả nhăn nếp gấp luôn mà cả nhà mình nhìn giùm em. Không phải là may riêng cho em đâu, vai hơi phồng. Còn cái mà em mặc á các chị khách nào lại shop em mua đồ cái mua luôn mất tiêu rồi. Cho em phải lấy cái mới em mặc này các chị. Dạ em chào chị Anh Nguyễn. Rồi mẫu em đang mặc cho người 1409, 99.000 cả nhà nha, 99.000 đồng. Màu đen ở đằng sau. Màu đen là sao? Ok chị, em sẽ lên cái đầm maxi, sau này em sẽ lên cái đen phía sau nha. Cái đen phía sau em có hai màu á chị. Cái đen phía sau đó là đúng với chị yêu mình, giá bao nhiêu luôn á? Rẻ cực kỳ luôn mấy chị ơi, treo đó để sale đó mấy chị ạ. À, tiếp tục nha, maxi cho cả nhà mình, dáng dài luôn 40 tới 55 kg. Đầm này phong rộng nha mấy chị, chị nào dưới 50 kg á, 45 tới 55 kg đi. Shop ơi. Dạ sao chị? Rồi à, cái gì à, Facebook trung niên phải còn sót không? Dạ cũng đúng luôn á chị. Nói chung là chị đi vòng vòng ở trên Facebook á, mà chị thấy á, cái clip nào á mà có cái mặt của em nè, với cái mặt của chị Lan nè, với mặt của chị Trinh nè các chị, thì đó là của shop em hết. Và em chỉ làm độc quyền cho một shop thôi nha cả nhà ơi.
không có riêng gì một trang này đâu các chị, rất là nhiều trang. Bên shop em có rất là nhiều trang trên Facebook, thậm chí ở những cái mạng xã hội khác, nhiều lắm cả nhà. Rồi đây cả nhà ơi, 1497. Chủ yếu á, là ở trong livestream trực tiếp như thế này thì em sẽ lên những cái mẫu lẻ size em xả hàng. Còn những cái bài lẻ tẻ khác á, là em lên những cái mẫu đủ size ha. Chị nào muốn săn hàng lẻ size giá rẻ thì mình vào livestream trực tiếp lúc 6:30 chiều tối mỗi ngày nha. Ra đây các chị, hay là 6:45 cũng được, 6:30, 6:35 gì đó, hơn 6:30 á, là mình vô live, mình coi live với em. 1497 nha các chị, giá bao nhiêu ạ? 179.000 đồng. Chất liệu vải tôn, vải tôn nha mấy chị, mát mềm rũ đẹp luôn, xè xè cho cả nhà mình. Cao 1m65 phủ hẳn bắp chân luôn, chị nào cao 1m55 mặc tới cổ chân, cao 1m55 mặc tới cổ chân nha cho em nha. Dáng maxi dài, mã sản phẩm 1497 179.000 đồng. Rồi em sẽ thay tiếp cho mình xem cái em váy này, màu đen. Màu đen em sẽ có cho cả nhà mình tặng hai màu luôn nha, em có cho mình màu xanh và em có cho mình luôn màu đen. Trời ơi, đầu giá một thôi cả nhà, 100 mí thôi, chưa tới 200 đâu, rất là rẻ. Chị Bích Phạm nè, 49kg, 1497 có đơn. Trời ơi, em váy này hơi bị dễ thương luôn nha chị. Nền vải của em nó là màu xanh than, nền vải em nó màu xanh nha các chị, phối hoa như vậy, hoa màu vàng cam, hoa màu hồng hồng đỏ đỏ, hoa màu xanh xanh đó. Thì ở trên livestream mình thấy màu nó như nào, về nhà nhận được hàng thì cái màu y chang như vậy luôn, không khác miếng nào hết. Không phải là trên livestream mặc mẫu màu này mà giao về nhà màu kia đâu nha mấy chị. Mình cứ tự tin coi trên livestream vậy đó, sao thì về nhà nhận hàng trên ngày. Chị Nhung Dương ok cấp 1497, giá 179.000 đồng, 179.000 đồng cả nhà nha. Chị là mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm nha em. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nữa ha. Đây, trời ơi cái em làm này đẹp nhất cái nách luôn cả nhà ơi, lung linh luôn á các chị. Nhìn thôi là cả chả nhà thấy đã thấy lung linh lấp lánh. Cái đầm này em ước gì mà em có thêm vải á các chị, em may về thêm, em may về thêm em bán cho mấy chị yêu mình. Bữa hôm em bán có nhiêu đâu mấy chị, có 350 cái váy này à, cái váy dự tiệc à các chị, có 350 à. Trời đẹp lắm luôn á. Thường mấy cái em đồng em mới về các chị 350, 360, 380 đồng giá các chị ơi. Tầm 399.000 đồng đổ lại à. Cả giờ mình muốn thì cùng một cái giá đó, cả giờ mình muốn lựa cái nào cũng được. Von cũng vậy, cô tông lạnh cũng vậy, vải ca tơi, vải cara hay là vải ren gì cũng vậy hết. Tất cả những bộ đồng mới về thì tầm giá là tầm 380, chính xác là 380. Tầm 350 cho tới 380 làm giá đó, muốn lựa cái nào cũng được hết các chị ạ, tùy theo sở thích của mình. Rồi hiện tại cả nhà ơi, 1505. Báo luôn nha cả nhà. 169.000 đồng. Em đang mặc là 1506. 1505 là màu xanh nha mấy chị. 1505 màu xanh sao hoa dữ vậy ta. Tính là em không có bị bệnh gì luôn các chị, ngứa quá. Sao khô quá. Rồi 1505 cả nhà ơi. 1505 cho em. 1505 là màu xanh và cái này là cái hoa to. Cái ren hoa to, cả nhà để ý thấy cái họa tiết nó to nè. Ren lưới với hoa to. Còn 1506 là ren lưới hoa nhỏ. Đó, cả nhà thấy không? Hai cái chất ren nó hơi khác nhau một xíu. Nhưng mà nó giống nhau cái gì các chị ạ? À? Nó mềm. Nó mềm, nó co giãn, nó thoải mái, nó không châm chích, nó không khó chịu ha. Còn khác nhau cái em đang mặc là hoa nhỏ, cái này thì cái hoa nó hơi to một chút xíu, nó khác nhau vậy. Và em đang mặc là kim sa hộp lụ đó, kim sa tròn tròn. Còn cái này là cái kim tuyến nha, nó thì kim tuyến nó sẽ rớt nha mấy chị, kim tuyến nó sẽ rớt, em có báo rồi nha. Và cả nhà yên tâm, 50kg cao mấy 55, em như chị yêu ơi, em dưới 70 mặc size M, em dưới 70-72, giống như cái này em 72 đi, cái này em 72 mặc vừa size M cho em. Còn nếu như em chị trên 70, em trên 72 thì mình mặc size L là vừa nha. Đo em dùm em. Rồi 1505 cả nhà, 1505 màu xanh, 1506 màu đen, đồng giá 169.000 đồng. Chốt luôn cho chị em mình, rẻ quá trời, rẻ quá trời cả nhà ơi. Chốt liền cả nhà, chốt liền cho em nha, 159.000.
159.000 đồng trong 60 chiếc đầm này, giá gốc bình thời mát 349.000 đồng. Ngày hôm em giảm giá cho cả nhà mình luôn 159.000 đồng chốt ngay cả nhà ơi. Chân váy đuôi cá này em sẽ xẻ tà xéo. Nó sẽ đi tà xéo như thế này nha các chị, tà nó xéo như vậy chứ không phải là may lỗi cả nhà nha. 159.000 đồng cho em. Đẹp ngất ngay trời mây. Đẹp ngất ngay trời mây, thích màu nào cả nhà, thích màu nào chọn cho em màu đó. 1505 cái màu xanh, 1506 cái màu đen cho em. 40 tới 52 kg E72 độ về cho em mặc đẹp thoải mái. Bao nhiêu các chị? 159.000 đồng. Trời ơi. Có chỗ nào mà dám bán vậy không các chị? 159.000 luôn á. Em bảo mẫu cả nhà ơi, nếu như mà em có vải, thật ra mà nói có rất là nhiều chị comment đó là em ơi em về mẫu đi, em về làm mẫu này đi, em không có vải cả nhà, nếu như em có vải thì chắc chắn là em cũng sẽ về. Không có size L chị, 40 tới 52 kg nha. L88 vừa không em, nếu như em có đủ size thì chắc chắn mình sẽ vừa đó chị. L88 được luôn á, nhưng mà là hở chị mình biết sao không? Em hết size lớn rồi, cho kiểm tra hàng không ạ? Thoải mái kiểm tra chị yêu nha, cứ thoải mái. Chị yêu mình đặt hàng bên em một vài lần cái chị mình lười kiểm tra luôn á. Hàng giống y chang trên livestream vậy đó. Em giới thiệu sao thì y chang như vậy. Còn nếu như mà mình có thắc mắc gì nữa mình bình luận phía dưới. Mình thắc mắc gì mình cứ bình luận phía dưới cho em ha. Giao hàng tận nhà luôn chị. Bao lâu tới? Dạ nếu như trong Sài Gòn thì mình thích. Nếu như ngày mai mình muốn nhận được hàng luôn thì mình cứ liên hệ với bên em. Em giao trong ngày. Còn nếu như thông thả thì Sài Gòn 1-2 ngày. Còn ngoại thành phố Hồ Chí Minh thì 1-4 ngày mình đã nhận được hàng rồi. Kiểm tra hàng thoải mái cho em. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi lên bán nha. Màu tím không mấy chị, nãy giờ lên xanh, lên màu đen, màu nâu, màu nu rồi đúng không các chị, màu da rồi đúng không? Đó, bây giờ em sẽ lên cho mình. Cái mặt em, dạ eo 72 về á chị. Em 72 độ về cho em. Em 72 độ về cho em. Váy mặt dễ chịu lắm luôn á. Tại vì đầm ren bên em á có co giãn á, xương xương. Cho nên cả giờ mình đi đứng di chuyển rất là dễ mặc. Cái áo màu đỏ không em? Có chị, em trai trên xào màu đỏ đỏ đó chị. Em trai trên xào màu đỏ đỏ đó chị ơi. Còn sắp tới có về màu đỏ hay không thì em chưa biết chắc nha. Đó, nhưng mà sắp tới thì em có những cái mẫu mà ha, màu vàng vàng nè. Maxi ren nè ha. Maxi ren nè. Đó, đẹp chưa? Nhưng mà em nghĩ cái maxi ren đó là chị nào 6-8-70kg là vừa đó. Đó, để em coi em có về kịp trước Tết hay không cho mấy chị mình thôi. Em sợ không về kịp trước Tết đó mấy chị. Dạ em đang mặc cho người 1431. 1431 mấy chị ơi. 179 ngàn đồng màu tím đi mấy chị. Thích màu đỏ thì xíu nữa em lên màu đỏ. Em có cái này hoa màu nâu nâu nè. Nhán xuông. À maxi nè chị. Chị ơi em có cái này maxi nè chị. Maxi đủ size ha. 350 em mới về vải von. Maxi nè chị ơi em mới vừa về đủ size nè. Maxi hoa. Hoa to to, hoa vừa vừa. Rồi với lại, ủa em định làm gì em quên mất tiêu rồi ta. À đầm màu đỏ. Đầm màu đỏ, sau mỗi đầm em sẽ lên đầm màu đỏ nha. Chừng nào ra hàng mới, em chưa biết chị yêu ạ. Nào em có em về em sẽ báo trước mình 2 ngày. Khi nào em về hàng mới em sẽ báo trước cho mình 2 ngày. Còn bây giờ em chưa biết chính xác, em chưa dám nói. Rồi màu xanh có E84 không em? Không chị yêu nha, màu xanh em chỉ có E72 đổ về thôi là em hết hàng rồi đó chị. Dạ em đang xem Maxi ren chưa về chị yêu ạ. Em sắp về, chừng này em về em lên like cho mình luôn ha. Chứ mất công em lên là mình chờ lâu. Mình chờ nhiều khi cả tuần lễ 10 ngày á. Mất công mình hết hứng thú với nó cái chị. Chừng này em có về là em sẽ mặc. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1431 von nha các chị. Trời ơi đẹp lắm luôn á. Von thì em sẽ may kè lưỡng cái cả mình 2 lớp kèm luôn 2 túi nha. Áo đen size M. Áo đen cho em xin mã số 1506. Trời ơi cái đầm này mà chị yêu mình cầm lên mình dở ra một cái 159.000 đồng ha. Là chị Tuấn Kiều xỉu ngang liền. Nó rẻ lắm luôn. Nó rẻ cực kỳ. 1506 cho em 159.000 đồng. Chốt vô mình chưa ạ? Mẫu nào chị ơi? Xã Sông Bình, chợ gạo Tiền Giang. Trời ơi, ở kế bên nhà em luôn. Ở kế bên nhà em luôn chị ơi. Em ở Long Bình Điền. Ở Long Bình Điền, chợ gạo Tiền Giang này chị. Rồi, đây này các chị ơi, 1506. 1506 này mấy chị. 1506 hôm nay giảm mạnh 159.000. Trời ơi, đẹp nha chị. Ren co giãn. Ren này là ren kim sa. Mà cái kim sa là kim sa màu đen.
cái màu ren cũng màu đen mà cái kim sa cũng là màu đen cho cả nhà mình, cho cả nhà mình mặc lên á, đi ban ngày cũng không có quá lố, mà mình mặc ban đêm á thì ánh sáng nó chiếu vô nó sẽ tạo hiệu ứng lấp lánh dành cho mình, xinh lắm á. Em như vậy hai cho em nha. Rồi tiếp tục nè cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã số 1431. 1431 em có hai size, em có cho mình size M, em có cho mình size L ha. Size M 40 cho tới 53 52 kg, 40 cho tới 52 kg, size M 53 kg cũng được. Rồi size L thì từ 53 kg cho tới là 57 kg. Trời đẹp không các chị? Su maxi. Su maxi cho cả nhà mình ha. Có cái sợi dây đeo buộc eo, không thích buộc tháo ra cho em được. Không thích buộc tháo ra cho em được, còn thích buộc thì buộc lại cho em, nhìn nó có cái đường thắt eo hơn. Mẫu em đang mặc trên người 1431 ở trên livestream á, nhìn nó không có đẹp á các chị, bên ngoài đẹp hơn, bên ngoài xinh hơn. Và cả nhà mình để ý thấy cái viền hoa của em nó sẽ có nhũ lấp lánh. Cái viền này các chị nó sẽ có nhũ lấp lánh, giặt ủi là không bay không phai, đi chơi là không bong tróc không rơi rớt. Rất đẹp, rất rất là đẹp luôn. Rồi, màu đỏ nha mấy chị ơi, em lên mấy màu đỏ nha. Màu đỏ này là dòng vân kính, chắc là có một số chị chưa có đâu, để em lên cho mình coi thử. Chấm bài cho em đi các chị. Dạ em cho chị Diễm Hương nha. Mẫu em đang mặc trên người 1431. 1431 cả dơ 179 179 ngàn thôi. Maxi cho cả nhà mình, maxi suông màu tím. Màu tím lâu lâu mới về được đợt các chị, không phải lúc nào cũng có đâu. Tại vì thích thì ngay bây giờ mình đặt hàng sớm với em luôn nha, em tư vấn. Rồi cái chị ơi, đẹp dã man. Màu đỏ tươi hồng cần tưới, bốn size cho mình, 40 cho tới 64 kg, eo 84 độ về cho em ha. Dạ không vừa rồi chị, cái màu xanh với lại cái màu đen đó là em đã hết size lớn rồi, em chỉ còn size eo dưới 72 và cân nặng dưới 52 kg là em hết luôn, và báo luôn với cả nhà mình là em bỏ mẫu luôn, em không có về nữa. Cho anh chị nào mà mình mặc vừa size M thì em chúc mừng mấy chị mình luôn. Ngày hôm nay em chính thức sale luôn cho mấy chị mình là 159.000 đồng. Sale liền mấy chị ơi. Chị nào mà đặt hàng tranh thủ lên nương ha. Rồi đây tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1492. Đầm em đang mặc trên người 1492 cổ tròn ở cả nhà mình, tay ngắn ôm eo dáng đầm phông xòe, dễ thương mấy chị. Và thường những cái em đầm phông xòe như thế này cả nhà mình mặc lên nó sẽ che khéo được cái phần bụng rất là tốt luôn. Em váy này nhìn bên ngoài phải nói là nó lung linh luôn á các chị. Rồi ren ấu von kính, đầm này chứ là vậy, von kính, giặt tay giặt máy thoải mái, đầm mặc không sợ bị nhăn, và nó y như trên livestream như vậy nha các chị, nó y trên livestream như vậy nè, nó cứ sọc như vậy. Cái mặt vải của nó thì hơi ống ánh nhẹ nha các chị ơi, sờ lên thì nó rất là mềm, rất là mịn luôn. Vải này hơi là bị hiếm trên thị trường luôn á các chị. Em may cho cả nhà mình cái form đơn giản, cho nên là cả nhà mình rất là dễ mặc. Năm nay mình mặc 1-2 lần, năm sau lấy ra mặc vẫn hợp thời, vẫn đẹp bình thường luôn. Rồi em sẽ chốt cho cả nhà mình cái em váy này với mức giá bao nhiêu cả nhà ơi. 299.000 đồng, mã sản phẩm 1492, một cái gam màu đỏ 1492 cho cả nhà mình. Mua về liền cả nhà, mặc đi chơi Tết, tươi lắm cả nhà ơi. Màu ở trên livestream không đẹp cả nhà, bên ngoài đẹp hơn trên livestream nhiều luôn á. Nền vải của em nó màu đen và kết hợp với lại những cái họa tiết màu đỏ đỏ, tím tím, hồng hồng. Trời ơi, nó rất là hợp đúng không các chị? Hai lớp kỹ lưỡng, hai túi khóa kéo phía sau lưng cao mét 65 thì mình mặc ngang bắp chân em. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Cái mẫu rằng bên em nha các chị, đơn giản thôi nhưng mà khi các chị mua về nhà các chị mặc lên đó các chị, đi đâu ai cũng khen. Đảm bảo với cả nhà mình luôn, mặc đi đâu ai cũng khen đẹp hết. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1492 nha. Ủa? Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục. Ui giờ cái mình. Bây giờ em sẽ tiếp tục thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mẫu rằm khác nữa ha. Đây các chị ơi, dễ thương quá trời, lên xe cho cả nhà mình luôn nha. Và mẫu em đang mặc trên người 1492, chị đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm nha, 1492 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Dạ em cho chị Vân Khánh à, cho cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1492, em giảm giá ngay cho mình 299.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn, 1492 kèm số điện thoại. Đừng quên chấm bài cho em nha các chị, chấm bài thả tim nha em đi cả nhà ơi. Có đặt hàng sale giá rẻ thì cả nhà mình chia sẻ livestream cho em nha. Ba lượt thôi là được ạ, mình chia sẻ cho em ba lượt thôi, mình chia sẻ lên tường nhà vào nhóm và để với chế độ công khai là được luôn. Tiếp tục cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1422
hai mấy ta, quên mất tiêu rồi. Rồi chờ em xíu nha các chị, em lỡ quên ngang. Cái này là 28 hay là 26 gì nè, có chị nào nhớ không, nhắc bài cho em với mấy chị ơi. Rồi 1428 nha các chị. Đầm em đang mặc trên người 1428 nha mấy các chị yêu ơi. Chắc là tại von hàng cao cấp có cái sợi dây để mình buộc. Mình buộc phía trước cũng được, buộc phía sau cũng được nha các chị. Đó, đẹp không mấy chị? Đẹp mê luôn á. Rồi, cái chân váy này nè các chị, em sẽ may cho mình á, cái kiểu nó xuông xuông xuống. Nên khi các chị mình diện lên thì mình đi đứng gì chị rất là dễ dàng. Đứng lên ngồi xuống là ok thoải mái luôn cho em ha. Mẫu em đang mặc trên người 1428 nha các chị ơi. Rồi giảm mạnh cho các chị mình luôn, trăm mấy thôi các chị. Ngày hôm nay săn sale cái nào cũng trăm mấy rẻ lắm không, đúng không, đúng không các chị ơi? Ủa sao đây? Là sao chị ơi? 1428. Chờ em xíu nha mấy chị. 1428 là 169.000 đồng. À 1492 cho chị Nguyễn Xuyến. À shop ơi, mã đen hồi nãy chị không nghe rõ em ơi. Mã đen là 1506 chị. Mã đen là 1506 đó chị ơi. Màu xanh là 1505. Màu đen là 1506 cho em nha. Màu đen là ren kim sa 1506. Còn màu xanh đó là ren kim tuyến 1505. Đồng giá luôn. Là chỉ có giá là 159.000 thôi à. Rồi cái em đang mặc trên người này các chị 169.000 đồng cả nhà nha. Cổ tròn tay lợi cho cả nhà mình ha. Ôm eo nha các chị ơi, dáng làm body cho cả nhà mình. Nhưng mà chân váy thì em sẽ may xuông xuông xuống nha cả nhà mình. Nhưng khi các chị mình diện lên á thì không có sợ là đi đứng nó bị khó khăn. Rồi không có sợ nó bị bó nha. Mẫu em đang mặc trên người hoa vàng giá như thế nào? 169.000 đồng chị yêu ơi, 58-65kg cho em. 58-65kg cho em nha các chị. Mã sản phẩm là 1428. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1428. Em có cho mình size 2XL 58-65kg. Trước lại vậy von hàng cao cấp, bên trong có đúp lót cổ tông cho cả nhà mình. Và có phối cho mình thêm cái sợi râu để mình buộc cái eo. Thì đây cả nhà mình không buộc cũng được, không buộc xõa ra cũng được cho em. Hoa vàng này tươi không cần tưới, chị nào mà mình mặc vừa size lớn á, mình chốt cho em cái mã đầm này về nhà mặc đi chơi Tết tươi lắm nha các chị. Rồi hôm nay sắp sale cho cả nhà mình luôn, giá bao nhiêu ạ? 169.000 đồng, quá trời quá đất rẻ rồi cả nhà ơi. Giá cũ 329, giá cũ 330 nha mấy chị. Bây giờ sale luôn 169 là có 170 thôi. 169.000, đẹp nha các chị ơi. Cái nền vải nè, sọc caro điểm cho mình mấy cái hoa to to vàng vàng nữa. Trời ơi dễ thương quá mấy chị. Mẫu đang mặc cái người 1428 nha, cho em xin mã số size lớn nhất. Size lớn nhất size 2XL nha. Rồi 1506 size M nha em, ok chị. Còn chị khách nào mình đặt hàng thì mình nhanh tay lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. Mẫu em đang mặc cái người 1428 giá 169.000, 169.000 đồng thôi cả nhà ơi. Rất là rẻ. Rồi lên cho mình cái này cũng tươi nè các chị. Cái màu này cũng tươi nè, màu cam. Hồi nãy em để lên cho mình cái màu đỏ rồi đúng không? Màu đỏ em đã lên rồi. Em cái màu trắng này các chị, màu trắng hoa màu hồng hồng nè, cũng tươi nè mấy chị. Với lại cái này, cái màu cam này cũng tươi nè mấy chị ơi. Mua về đi chơi Tết liền. Còn có 70 ngày nữa tới Tết đâu các chị. 70 mấy ngày nữa là tới Tết rồi, săn liền cả nhà ơi. Chậm tay nó hết hàng uổng nha. Mà canh đợt nào mà sale sale như hôm nay này các chị, vô chốt đơn rất là rẻ luôn, nhận được nhiều váy xinh nè các chị. Chị nào muốn được miễn ship dùng đơn cho shop 600 shop miễn phí vô hàng toàn quốc nha. Tại vì hôm nay á là em sale lớn rất là nhiều mẫu cho là không có miễn ship cho cả nhà mình khi mua một hai sản phẩm nha các chị. Dùng đơn dùng em nha. Tiếp tục, mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm 1498. Trời ơi cái gam màu cam đào nè mấy chị, hơi bị dễ thương luôn á. Cái đầm này màu cam nó không có quá đậm đâu nha các chị. Cái chất liệu vải von màu cam nha cả nhà mình, cái chiếc vải von nó mỏng mỏng, bên trong có lót cho cả nhà mình màu trắng ha, cho nhìn cái màu cam này nó tan ra, nhìn nó cam cam phớt phớt cam đào đẹp lắm các chị yêu ạ. Đầm này chiếc này là vải von sọc nha các chị, cái tên y cái vải như cái tên vậy đó, cả nhà mình nhìn giùm em. Cái von này nó có sọc xuống như vậy nè. Tay thì em sẽ may một lớp, thân váy may kiểu lượng hai lớp, chân váy phối theo đuôi cá. Mẫu em đang mặc cái người mã số 1498, ngày hôm nay sale rẻ cả nhà ơi, bao nhiêu ạ? 299.000 đồng thôi.
đủ size, em váy này đủ size nha các chị, mã sản phẩm 1498, 299.000 đồng, đầy đủ 4 size cho mình dễ chọn. Em có cho mình size M, em có size L, em có XL và em có luôn 2XL cho cả nhà mình ha. Từ 40kg cho tới 65-66kg luôn. Rồi nhanh tay lên lên sớm nha em cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1498, đầm đang mặc trên người 1498, 142862 cân. Ok chị, 169.000 đồng. Dễ thương lắm nha chị, dễ thương lắm nha. 47kg size M chị ơi. 6-7 Long Bình Điền ngoài mặt tiền hả em? Không phải chị yêu ơi, Long Bình Điền là nhà của em, quê của em chị yêu nha. Em quê Tiền Giang chứ sắp em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1498 nha mấy chị. Giá của em đón ngày hôm nay là 299.000 đồng ha. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng. Gam màu cam đào, váy này mới về nha các chị. Mới về đầy đủ bông size để em lên cái màu trắng này nốt cho mình lên nữa. Rồi, sẵn tiện lên mấy cái gam sáng á, các chị em lên luôn cho mình ha. Nãy em lên cho mình màu này rồi, màu đỏ rồi, hai vàng rồi luôn, hoa cam. Rồi, lên thêm cái này nữa. Một combo tươi ơi là tươi. Nguyên một cái combo quá trời quá đất là tươi luôn mấy chị. Rồi, để em lên luôn cho mình cái màu trắng ha, màu hồng hồng nha. Dạ em đang mặc cái người 1498 nha các chị ơi, 299.000 đồng. Váy may cho cả nhà mình hai lớp nha các chị, kèm luôn cả hai cái túi có khóa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1498, đầm này 7 von sọc nha các chị. Cái von nó sẽ có những cái lằn chạy theo chiều sọc dọc. Sọc sọc xuống như vậy, cả nhà nhìn giúp em. Đó, nó sọc 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 như vậy ha. Rồi, sale luôn cho cả nhà mình 299.000 đồng thôi. Chỉ còn có giá tiền 299.000 đồng. Mã sản phẩm 1498 chút ngay kẹo lỡ nha các chị. Rồi, chị Hoàng Anh ok có. Tiếp tục cả nhà ơi. Thay thêm nha các chị, cùng xem thêm mẫu khác. 1470. 1470 nè, nó xuất sắc quá nè các chị. Cổ sơ mi ha, tay ngắn ôm eo dáng ngọc vơm xòe. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1470. Chị này mình đặt hàng lên đơn cho em liền 4 size. Cái này có 200 mấy rồi mấy chị. Cái này có 259.000 đồng thôi. À, tưởng gần đó chị ghé lựa. Dạ. Tớ em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà ơi. Rồi, mình đặt hàng online cũng được mà chị. Mình đặt hàng online nó rẻ hơn. Chị mình lại tận cửa hàng mua giá nó cao hơn nhiều. Mình mua online là giá của nó rất là ok luôn, còn cho coi hàng nữa. Mình cứ yên tâm ha. Rồi, em đang mặc cái người này cả nhà ơi, 1470. Dạ 56 em chuyên về thời trang trung niên chị đã u 35 38 trở lên, mình mặc rất là hợp và rất là sang. Đó, gu của mình gu kín đáo thanh lịch thì vào đây với em. Vào đây với em liền cả nhà ơi. Gu của mình gu thanh lịch đơn giản nhẹ nhàng thì vào đây với em nha các chị, không còn kiểu cỏ quá nhiều, kiểu cỏ nhiều thì mau qua thời, mau lỗi mốt thôi. Đây cả nhà ơi, đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc nha các chị. Đường may này các chị ơi. Đó, đầm này chứ vì vậy von nổi cho cả nhà mình ha. Von nổi và có phối cho mình hoa 3D màu hồng hồng tím tím. Và cái màu này các chị ở bên ngoài rất là đẹp, rất là tươi. Không có sợ cái màu nó buồn hay là màu nó cũ gì đâu, đẹp lắm. Đẹp lắm lắm luôn mấy chị ơi, 40 cho tới 65-66kg. Giá bình thường em bán cái đầm này 360 đó mấy chị, hôm nay giảm mạnh luôn. 259 giảm cho mỗi chị 100.000 luôn, còn 259. Đây, những cái màu trắng trắng này nè các chị là nó sẽ nổi nhẹ lên trên mặt vải nha. Và khi cả nhà mình sờ lên thì nó rất là mềm, rất là mướt và êm ái. Đó, không châm chích, không khó chịu gì hết nha các chị. Còn kèm luôn hoa 3D màu hồng hồng tím tím. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1470. Đặt hàng cho em xin mã số với số điện thoại. Ở đây em cao 1m65 nha các chị. Chị khách nào cao 1m65-67 thì mình mặc ngang bắp chân như em. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1470. 259.000. 1470 chỉ còn có giá tiền là 259.000 đồng thôi. Chị là mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị. May kỳ lưỡng nha, tại vì mình hai lớp kèm luôn hai túi nha, có khóa kéo phía sau lưng nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng. Có giao hàng không em? Có chị yêu nha, em giao hàng về tới tận nhà cho mình luôn, nhận được hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Chị ở Sài Gòn thì tầm 1 cho tới 2 ngày mình sẽ nhận được hàng, hoặc là trong ngày cũng được luôn. Đó, còn nếu như chị nào ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, ở khác thành phố Hồ Chí Minh đi thì từ 1 cho tới 4 ngày là mình sẽ nhận được hàng nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người 1470 giảm mạnh cho cả nhà luôn 259.000 đồng, 259.000 đồng thôi. Nguyên cái em đầm sơ mi. Nguyên một em đầm sơ mi luôn các chị ạ. À. Có 259.000 đồng. Trời ơi nó rẻ. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục lên luôn cho cả nhà cái em váy này. Best seller một thời của nhà em. Và để coi ngày hôm nay còn mấy cái nha. Một cái.
Một cái cuối mấy chị. Rồi diễn lên luôn cho mấy chị mình coi. Size M, chị nào mặc vừa size M thì mình có thể dùng đơn cho em luôn, nó rất đẹp. Mình mặc đi tiệc phải nó đúng đẹp luôn á chị. Một cái cuối. Chờ em xíu nha, chị Thu Dương nè, cho chị cái 54 kg size L đi chị. Lấy size L đi chị ơi. Tiếp tục em sẽ thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẫu khác nha. Mẫu đầm này bản sản phẩm là 1478. Đầm này vải von kim tuyến nổi nha các chị, hơi bị xinh xắn luôn á các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1478 nha các chị. Váy đẹp ha, mềm mại mặc rất là mát các chị mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1478. Cái cổ của nó sẽ lượn lượn sóng như thế này nha các chị, tay ngắn ha, dáng suông chữ A cho cả nhà mình. Váy may cho các chị mình một lớp ha, kèm luôn cả hai túi và con hoa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1478. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. 1478 với số điện thoại nha các chị. Rồi, chị Lan Nguyễn 1470 ok chị. Nguyên cả cái em đầm sơ mi có 200 mấy rồi các chị ạ. Cả giờ mình kiếm đâu ra mà đầm sơ mi đẹp, vải đẹp, màu đẹp, hợp ý của mình mà 200 mấy thực sự là không có ra đâu cả nhà ơi. Mình thích thì mình chốt liền cho em nha. Với lại tất cả những bộ đầm bên shop em về được có một lần. Còn hàng thì em bán hết hàng để em về mẫu khác. Em may mẫu khác, em may kiểu khác chứ không có về đi về lại mẫu ha. Rồi em đang mặc trên người 1478. Còn chiếc cuối cùng xả rẻ cho chị em mình 179 ngàn đồng luôn. Cả nhà nhìn giùm em. Trước rồi vậy von nha các chị. Von là có kim tuyến nổi nha. Cái này là em dệt bằng chỉ kim tuyến cho cả nhà mình giặt ủi là không hề bay, không hề phai, không hề bong chóc hay rơi rớt gì hết. Váy may kỹ lưỡng cho cả nhà mình hai lớp kèm luôn hai túi ạ. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1478. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1478 kèm số điện thoại cho em là được nha các chị yêu ơi. Trời ơi xinh quá. 1478 nha các chị, giá bao nhiêu ạ? 179 ngàn. Chỉ còn có giá tiền là 179 ngàn đồng thôi các chị ơi. Đặt hàng sớm em tư vấn nha. Một cái cuối cùng. Một cái cuối cùng em thay tiếp cho mình mẫu khác. Cả nhà có thích tay dài không ạ? Em có váy này mới về tay dài, nhưng mà hình như em bị lẻ size rồi phải. 1521 chém xíu nha. Rồi em còn hai size lớn nhất mà cũng không còn bao nhiêu hết các chị. 1521 chờ em xíu nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người 1478, em chỉ còn cho mình một cái size M. Chị ra mình đặt hàng lên đơn sớm cho em ạ. 1478 giảm mạnh cho chị em mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 179 ngàn đồng thôi. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm vào, mã số sản phẩm và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha. Theo trên livestream không áp dụng bên ngoài ạ. Rồi đây tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. 1521 là sơ mi von chấm bi nhí nhí và tay của em nó cũng là tay dài luôn cho mình nha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1521 này các chị. Đó. Hai size 55 kg cho tới bao nhiêu đây? Chờ em xíu nha chị. 1521. Trời ơi. Eo 86 nha mấy chị ơi. Eo 86 nha. Eo 86 eo 88 mặc vừa luôn á chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1521. Chị là mình đặt hàng lên đơn cho em. Cổ sơ mi cho cả nhà mình. Tay dài nha, nhín phần eo dáng gần phong xè, chiếc bề bảy von nha các chị. Trời ơi, nhìn em nó nè. Dễ thương quá các chị ơi. Rẻ cực kỳ luôn, có 350 thôi, 349 ngàn đồng, chưa đầy 500 ngàn đâu các chị. Cái váy này mà cả nhà mình lợi tận shop em mua phải ít nhất 550. Bây giờ em sale luôn cho cả nhà mình 349 ngàn đồng, tay bo thun cộng thun tương đối ok nha các chị. Không quá to, không quá nhỏ, cả nhà mình mặc lên không sợ là nó bị đứt nha. Không hề sợ, đang mặc giữa chừng bị đứt thun nha các chị. Trời ơi, chăm chút từng cái cộng thun cho cả nhà luôn. Đó, tay dài cho cả nhà nhín eo, dáng xòe, hai lớp kèm hai túi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1521, giá của em đó là 349 ngàn đồng, đẹp quá cả nhà ơi. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm vào. 1521 kèm số điện thoại, 1521 kèm số điện thoại 349 ngàn. 1521 kèm số điện thoại, chỉ còn cái giá tiền là 349 ngàn đồng thôi. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Cổ sơ mi cho cả nhà mình, tay lỡ ha, nhánh eo dáng ngọc phong xòe. Có xếp ly cả phía trước hai bên như thế này và có xếp ly cả phía sau nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1521. Chị nào mình đặt hàng cho em xin mã số với số điện thoại cho em là được ha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1521 kèm số điện thoại. Đầm em đang mặc trên người là 1521, chị khách nào mình đặt hàng cho bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha cả nhà ơi. Cổ sơ mi ha, tay lỡ cho mình nè, von nha các chị. Đẹp chưa? Cái phần tay này em may thoải mái nha, cả nhà mặc lên sẽ không thể bị chật bắp tay nha các chị ơi. Khóa kéo phía sau lưng mã sản phẩm 1521.
Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn 1521 kèm số điện thoại ạ. Chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em 1521 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Rồi, mẫu đồng này là mẫu cuối cùng trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị. Chị khách nào vào sau có thể coi lại bài livestream này hoặc là đón xem những bài livestream kế tiếp của anh em vào lúc 6:30 mỗi ngày cả nhà nha. Còn rất là nhiều mẫu em chưa có mặt cho cả nhà mình. Nhớ đón xem vào ngày hôm sau nữa nha các chị. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.